Ngày 28 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại hai xã Trung An và Tân Thành Tây, huyện Củ Chi. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trực tiếp kiểm tra về việc thực hiện giãn cách xã hội, tình hình hoạt động của công tác đặc biệt, tổ y tế lưu động, công tác xét nghiệm, tiêm vaccine, an ninh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Tại xã Trung An, có hơn 1.600 ca F0. Về tiêm ngừa, đến nay xã tiêm được hơn 99%. Trong an sinh xã hội, xã vận động được hơn 6 tỷ đồng, chi hỗ trợ tới người khó khăn. Tại xã Tân Thạnh Tây có 779 F0, cũng phát sinh nhiều ở các khu nhà trọ. Xã tiêm vaccine đạt trên 93%. Là địa bàn có nhiều người ở trong các khu nhà trọ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý xã Trung An và Tân Thạnh Tây cần có kế hoạch cụ thể để thu hẹp vùng đỏ, vùng cam, mở rộng vùng xanh, chú trọng xét nghiệm để bóc tách các ca bệnh. Đồng thời đối với các nhà trọ xanh, phải tổ chức giám sát chặt chẽ, đảm bảo giãn cách nghiêm ngặt giữa người dân trong khu nhà trọ. Trong tiêm vaccine, ra soát người già yếu, người bệnh nằm nhà. Nếu người dân có đủ sức khỏe thì cử đội hình vaccine lưu động đến tận nhà tiêm vaccine cho người dân. Đồng chí cũng yêu cầu hai xã công bố số điện thoại để người dân thuận tiện liên lạc, phải đảm bảo không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ tới nhà thăm, trao quà động viên ông Võ Văn Đọt, 87 tuổi và bà Nguyễn Thị Điệp, 60 tuổi, cùng ngụ ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi. Đồng chí nhắc nhở chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.